Em Tùng xin chào anh em. Hôm nay em về cái cưa kiếm 2719 hợ 18V rootless. Cái hợ này thì cầm nó rất là nhẹ và nó thao tác đa chức năng. Mình cưa gỗ nè, cưa sắt nè, cưa ổ khóa này, và cưa tỉa cành này, thì sử dụng được tất tần tật. Và mình sẽ sử dụng hợ 18V, M18V nha anh em. Rồi, một cái thân cưa mới chăm chăm thì cái này là từ Home Depot về. Từ Home Depot thì nó là không có dán tem, dán nhãn gì hết. Rồi, thì 2719 là cái thân máy nó 3 triệu 800 ngàn. Anh em quan tâm liên hệ mình. Và mình sẽ đập hộp cho anh em xem. Anh em quan tâm thì liên hệ 0962 232 180 và em sẽ khui ra cho anh em xem. Hàng này hàng new chăm chăm và đập thùng luôn. Rồi, mình sẽ kiểm tra nó như thế nào. Sử dụng 18V pin của hãng luôn. Đầu tiên là nó có catalog, catalog đầy đủ nha anh em. Cái này thì lưỡi cưa kiếm nó là lưỡi thị trường. Anh em mua lưỡi Boss, Makita gì cũng được hết. Thì cưa kiếm này là rootless, thì nó là made in Việt Nam và Mỹ về, nó có chứng nhận UL. Dòng này là sản xuất 2020, nha anh em. Rồi, cưa kiếm này nó chống rung. Thì nó cái này nó mình cắt sắt được này, cắt sắt tầm khoảng 10 10 ly rất là thoải mái. Em sẽ test cho anh em xem cái cưa kiếm nó như thế nào. Và ok, anh em đã có pin, pin mấy A cũng được, 2A, 1.5, 5A, 8A gì cũng được hết. Thì mình sẽ sử dụng cho cưa cắt thoải mái. Và tốc độ nhịp của nó là 3.000 vòng trên phút. Đó. Cái này thao tác thì thao tác nhanh nha anh em, mở ra nhanh. Đó. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Cây cưa kiếm này 2712 thân máy, giá của nó là 3 triệu 800. Vâng, xin cảm ơn anh em.